Nay trời nó âm u mưa mọi người ạ, nên em ở nhà đi tìm bông vàng. Theo mái nó cắn vỏ cây ở trong kia mọi người nhé. Thì ra đây thì gặp đúng cái tổ khủng đây rồi mọi người ạ. Mọi người xem này, quá là khủng luôn. Cần hơn triệu đấy mọi người ạ. Vừa được nhộng là vừa được vỏ. Em dùng khoai thuốc lá thôi mọi người nhé. Hết thuốc lá rồi. Tôi này được khoảng 50.000 rồi mọi người nhé. Đấy, nó phải khói một tí là nó bay ra hết mọi người ạ. Không biết quần mẩy không mọi người nhé. Sẽ lôi cái tổ này ra cho mọi người xem. Đẻ cả nhộng chúa rồi mọi người ạ. Con đực thì rất là nhiều rồi. Ui, mọi người xem này. Mẩy trắng mọi người ạ. Quá tuyệt vời. Đấy. Chỗ này không ai cắt cỏ nên không thấy mọi người ạ. Mình xem này. Rất là phê luôn. Rồi em sẽ đi tìm một tổ ong khác mọi người nhé. Hai mét nó chia tổ rồi mọi người ạ. Ở đây này, một tổ bé bé đây mình cũng bắt luôn mọi người nhé. Đây rồi mọi người ạ. Đây cũng khá là mẩy đấy mọi người ạ. Bé nhưng mà mẩy lắm. Rất là nhiều nhộng. Đây, hai tổ. Tìm xung quanh này chắc là còn có tổ đấy mọi người ạ. Tôi tìm thấy một tổ ngay trong cái bụi này rồi mọi người ạ. Tổ này cũng chắc là cũng chưa to lắm mọi người. Sát mặt đất luôn. Em sẽ đốt tí cái khói đó mọi người nhé. Lùa tí khói không mọi người ạ. Đấy, ra rồi. Ui, đông quần quá mọi người ạ. Rất là nhiều quần. Bởi là cái tổ nó, tổ này cũng bé thôi mọi người ạ. Xem có mẩy không. Ui được đấy mọi người ạ. Đây mọi người. Bằng cái bát ăn cơm thôi mọi người nhé. Em sẽ đi tìm cái tổ ong khác đây. Được quay cho mọi người xem tiếp nhé. Khá là mẩy mọi người ạ. Bé bé mà mẩy.